Nếu như màn ảnh nhỏ Hoa ngữ nhộn nhịp với những tác phẩm gây được dấu ấn thì mảng phim điện ảnh cũng gây bất ngờ chẳng kém với sự oanh tạc của bộ phim hoạt hình 3D Na Tra Ma Đồng Giáng Thế. Với tạo hình xấu xí của một Na Tra với đôi mắt thâm như gấu trúc, miệng rộng đến mang tai sẽ khiến cho các bạn mắt chữ A mồm chữ O cười một trận té ghế cho mà xem. Nhưng cũng chính vì ngoại hình không ai dám nhìn mà Na Tra từ lúc sinh ra đã bị mọi người xanh lá, lộn xa lánh. Bên cạnh đó, sự cải biên của các tình tiết kinh điển như cuộc đại chiến với Ngao Bính, Tam Thái Tử Long Cung, róc xương trả cha, róc thịt trả mẹ sẽ khiến cho người xem phải suy nghĩ. Sứ Quậy Có Bầu là câu chuyện về Hạ An, cô nàng có thành tích học tập đáng nể nhưng thành tích về bảng kiểm điểm cũng đáng kể không kém. Nên cô được mệnh danh là Siêu Quậy Học Đường. Đúng là nhất quỷ nhì ma, thứ ba là một ngày trong tuần. À không, là học trò. Với những chiêu trò quái đản nhà Hạ An cầm đầu thì không một thầy cô nào chịu nổi cho đến khi thầy Phong xuất hiện. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Những chiêu trò của cô vẫn đứng sau cách lấy độc trị độc của thầy giáo Phong. Tuy nhiên, cũng có lúc Hạ An làm thầy Phong hơi mệt khi phải giải quyết hậu quả của việc ăn chơi để lại bụng bầu của cô. Hạ An bị nhà trường phát hiện và đuổi học, gia đình từ chối, bạn bè miệt thị. Tất cả dồn ép cô vào ngõ cụt. Số phận của Hạ An sẽ ra sao? Sự xuất hiện tình cờ của thầy Phong liệu có giúp được cô bé thoát khỏi nghiệp chướng mà mình tạo ra? Cùng đón xem tại rạp vào ngày 20 tháng 9 này nhé. Lớp Battle Thách Yêu 2 năm là cuộc đua danh dự giữa Tan, chàng trai đã hoàn toàn mất niềm tin vào tình yêu, và cô nàng Zik đầy mơ mộng, luôn tin có thứ gọi là ngôn tình tồn tại. Chàng Tan nhà ta với IQ vô cực đã nghiên cứu ra một loại bảo hiểm có tên cũng lạ lắm mà nha. Yêu 2 năm đảm bảo hoàn tiền. Thế đấy, nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi. Nàng Zik thuộc hội mộng mơ thì làm sao có thể để yên cho chàng Tan tác oai toát oái ngoài kia được chứ. Mà cũng lạ lùng ghê, cô nàng hội mộng mơ này lại là người được chuyển đến để giúp chăm sóc bảo hiểm của Tan. Cuộc chiến bắt đầu từ đó. Tan làm mọi cách để khiến các cặp đôi chia tay, điều đó đồng nghĩa với việc bảo hiểm của anh sẽ bán rất chạy. Còn Zik thì luôn cố gắng giúp họ ở bên nhau nhằm mục đích xóa sổ luôn cái thứ bảo hiểm chết tiệt kia. Cuộc chiến không hồi kết đó sẽ đi về đâu, mời các bạn ra rạp để biết thêm nhé.